Các bạn ơi, hôm nay mình chia sẻ cái món sườn ramen nha các bạn. Sườn này là sườn chay. Mình ngâm cho mềm rồi mình xé ra như thế này nè. Mình vắt cho ráo, mình xé ra rồi bắt đầu chiên nha. Chiên như vậy là nó vàng à. Vớt ra. Vớt ra chiên từng phần nha các bạn. Vớt ra chiên từng phần như thế này. Rồi một lát mình làm tiếp. Cái món này thì các bạn để vô hũ các bạn ăn lâu cũng được nữa. Làm lâu, ăn lâu. Rồi bỏ vô một phần nữa chiên nha các bạn. Chiên từng phần vậy nè. Chiên cho nó vàng, nó giòn rồi vớt ra. Các bạn ơi, sườn mình đã chiên vàng rồi. Mình làm sạch mình đã chiên vàng rồi nha các bạn. Bây giờ mình đổ men vô nè. Không cần dầu đâu. Đây là nước cốt me nha. Đó. Cái nước cốt này là tùy các bạn đó. Muốn ăn chua nhiều, ngọt nhiều hay là ít thì mình tùy. Cho vô chung một xíu muối nha các bạn. 2 gram muối nè. Và đường nè. Đường cát, mình ăn đường cát vàng. 3 muỗng đường cát. Rồi các bạn rim lên. Rim mà các bạn thấy mà nổi bọt mà nó to, đường nó quánh lại rồi mình bỏ sườn vô mình trộn là mình đem xuống đó nha các bạn. Chua chua ngọt ngọt. Mình nếm thử như vậy là được rồi đó. Không cần bột ngọt đâu nha các bạn. Tại vì sườn mình chiên, sườn mình chiên nó có dầu có mỡ rồi. Thì bây giờ mình cho me vào để nó bảo hòa với dầu mỡ nha các bạn. Tại vì me nó có tính chua, nó có tính axit. Nó sẽ bảo hòa với dầu mỡ thôi. Rồi các bạn để cho nó kẹo kẹo chút xíu nữa ha, xung quanh này mà nó đi bọt lớn luôn hả? Cái này ở trong này nó chưa có nè. Là đường nó đã kẹo, me nó đã kẹo lại rồi, mình cho sườn vô nó không có mềm nha các bạn. Các bạn đổ sớm quá thì miếng sườn của mình nó mềm. Nó mềm thì ăn nó dai mà để lâu lại không được. Bây giờ miếng sườn nó đang giòn nè các bạn. Giòn rụm luôn á. Mình làm như vậy thì mình để mà ăn với bánh mì cũng được. Mình ăn chơi cũng được. Hoặc là mình ăn với cơm. Bây giờ nó bắt đầu nó đặc lên rồi đó. Rồi chúng ta đổ này vô, chúng ta xóc nè, chúng ta trộn nè. Khi me mà nó đã sền sệt rồi, nó nổi bọt to rồi, chúng ta đổ sườn cho chúng ta trộn. Tắt lửa luôn đi nha các bạn. Dùng hai đôi đũa nè, trộn lên cho nó đều nè. Mình để lửa lâu quá thì miếng sườn mình nó không còn giòn nữa. Bây giờ là được rồi nè, sườn răm me. Rất ngon nha các bạn. Mình để vô hũ. Mình để dành mình ăn lâu. Mà món này là thường mình làm ăn không có lâu được. Tại vì ăn vặt dữ lắm. Nhà mình đi tới một miếng, đi lui một miếng đó các bạn. Rồi xong rồi. Sườn rim me xin mời. Các bạn ơi, cái món sườn rim me của mình đã sẵn sàng rồi nha các bạn. Đó, bây giờ mình cho thêm một tí mè vô nữa là ngon dữ lắm luôn. Món này là ăn chơi cũng được, ăn cơm cũng được. Ăn vặt là các bạn ghiền luôn đó.